Hello, hello, xin kính chào quý vị thân mến. Hôm nay mình sẽ làm một cái món đặc sản của vùng cao ở Quế Phòng nhé. Cái món này rất đơn giản và cực kỳ là dễ làm. Đó là mình sẽ làm một cái món thịt chuối. Đấy, cái món thịt chuối này không phải như có hai loại, cái món thịt chuối là có hai kiểu làm. Có một kiểu là làm thịt chuối lấy cắt mỗi mình thịt nạc nhé, thịt nạc và bì lợn, và làm các cái thịnh vô để làm thịt chua. Còn cái món thịt chua này mình làm là làm chua, sau đó là để nấu lên, gọi là mình xào rang lên đó. Đấy, cái món này là chỉ mình lấy thịt vừa nửa nạc nửa mỡ. Đấy, bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi mình làm như thế nào nhé. Ok, thịt chua là mình thái mình chọn những cái miếng này nhá, nửa nạc nửa mỡ nhé. Đấy, và bây giờ là mình thái là những cái lạt là chúng ta vừa ăn luôn nhá. Đấy, thịt này là sau khi chúng ta ướp gia vị xong xuôi rồi, chúng ta để khoảng 3 ngày ở trong một cái hộp kín thật kín nhá. Sau ba thì 3 ngày ấy, thịt nó các cái vi khuẩn có lợi ấy, nó sẽ làm cho cái thịt này nó chua chua lên. Sau khi đó là chúng ta là đưa cái thịt này ra rang lên. Đấy, sau đó chúng ta bỏ một ít gia vị nữa là mì chính vào. Sau khi chín xong rồi là chúng ta sẽ bỏ cái lá chanh nhá, lá chanh vào ăn là rất là vô cơm luôn đấy, nhất là những cái miếng mỡ này, sau đó cực kỳ là ngon đấy, ăn vô cơm lắm. Ok, sau khi mình thái thịt xong rồi nhá, miếng nó vừa xong này để mình ăn luôn đấy. Đấy, bây giờ là sẽ bỏ vào cái bát này. Đấy, các cái nguyên liệu để làm với kia thịt chuối này á, là mình bỏ cơm nguội nhá. Đây, đây là cơm nguội này, bát này hơi nhỏ. Đấy, sẽ bỏ cơm nguội vào và chúng ta cho vào đây một thìa muối, chỉ làm đơn giản thôi. Bây giờ ta trộn cho nó đều nhé, trộn cơm với muối với thịt bọt cho nó đều, thật đều vào. Cái món này theo như mình nghĩ ấy, chắc là dễ làm nhất. Đấy, trộn cho nó muối cơm này nó đều này. Cái cơm này đấy, cơm nguội này nó có tác dụng là nó sẽ làm cái thịt này nó chua, và cái muối này đó, nó giữ cái thịt này nó không thổi nhá. Đấy, giống như mà ta làm mẻ đấy, làm mẻ ta cũng phải dùng cái cơm muối này, nó tương tự như thế đấy. Trong này sau này cái thịt chuối này có rất nhiều cái lợi khuẩn này, ăn rất là ngon luôn. Đấy, sau xong sau rang lên ra, chúng ta chỉnh xong rồi chúng ta bỏ lá chanh vào, phải lá chanh phải bỏ vào, xong rồi đó ta ăn với cơm cực kỳ là tuyệt vời luôn. Ok, và bây giờ là mình sẽ bỏ thịt mình đã tồn đều đấy nhá vào cái hũ này. Đấy, đấy, ok. Đấy, ta bỏ hôm nay chúng ta là lấy cái bao bóng nhé, bỏ thế đấy, lấy bao bóng lót ở trên là để chúng ta nắp lại để cho khỏi cái nó không cho không khí vào nữa.
Và bây giờ là chúng ta là bây giờ mình đã làm xong rồi, và chúng ta bây giờ là để như thế này, trong vòng 3 ngày chúng ta không được mở ra nhá. Để 3 ngày kia chúng ta mở ra là cái không khí vào là nó hỏng hết cái thịt. Đây, ta chơi sau khi 3 ngày chúng ta sẽ có một cái món ăn rất là tuyệt vời nhá, thịt chua. Là thịt người đấy cũng là món thịt chua đấy. Đấy, đây là mình làm cái cách của mình làm rất là dễ dàng nhá. Các bạn có thể là áp dụng và làm theo. Những người hầu như những người ở vùng cao, người dân tộc thiểu số vùng cao, vì người ở vùng cao hầu như ai cũng biết làm món này, chỉ có người suối là chắc là họ có nhiều người không biết làm. Đấy, cái món này thực chất ăn rất là ngon đấy, rất là vô cơ luôn. Ok, đây là video mình đoàn video mình làm nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đoàn video của mình nhé. Về làm cái món thịt chua này nhé.